Tối qua, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm, Hội chợ Xuân Đà Nẵng 2022 đã khai mạc và sẽ kéo dài đến hết ngày 24 tháng 1. Hội chợ là hoạt động thương mại thường niên nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Trần Việt Dũng dự khai mạc và tham quan hội chợ. Hội chợ Xuân Đà Nẵng năm nay có 150 gian hàng của gần 100 doanh nghiệp ở các tỉnh thành trong cả nước tham gia trưng bày các sản phẩm thực phẩm, chế biến, may mặc thời trang, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, điện tử, hàng gia dụng. Đây là dịp để các đơn vị doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng, qua đó quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm sau thời gian bị gián đoạn do Covid-19. Bởi vì tình hình dịch bệnh đang phức tạp nên số lượng doanh nghiệp tham gia tại hội chợ này có hạn chế hơn so với các năm trước. Với quy mô khoảng 100 doanh nghiệp với hơn 150 gian hàng, thì các sản phẩm chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết của người dân, như các mặt hàng tiêu dùng, các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm, nhu yếu phẩm, v.v. xoay quanh cho cái việc phục vụ nhu cầu Tết của người dân. Hội chợ tạo nên một không gian lý tưởng cho người dân mua sắm Tết, đón xuân Nhâm Dần và góp phần bình ổn thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đi coi những cái mặt hàng mà handmade hoặc là hàng mà mình yêu thích, hoặc là gạo thì gạo sạch về cái chất lượng, và mình sẽ lấy địa chỉ để mình ra ngoài mình mua. Được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, do đó việc phòng chống Covid-19 tại hội chợ đã được đặc biệt quan tâm chú trọng. Ban tổ chức đã phối hợp với lực lượng y tế phun khử khuẩn trong thời gian tổ chức hội chợ, thực hiện đo thân nhiệt, quét QR code, phát khẩu trang miễn phí, chuẩn bị sẵn một phòng cách ly y tế tạm thời để xử lý kịp thời khi phát hiện các ca nghi nhiễm COVID-19. Ban tổ chức cũng thường xuyên kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh tại các gian hàng và tuyên truyền khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm quy định 5K để đảm bảo an toàn chung trong thời gian diễn ra hội chợ.